bao nhiêu phần? Con chào ông. Ông ơi, thì ông nghe theo lời ông lão khi nói ông đã không còn ở đây lâu lắm rồi. Có phải như vậy không? Vậy sao ngày hôm nay ông lại về lại cái nơi này? Nơi này của ông mai còn lại bị lỗi gì cả nhà được chưa ta? Thì ngày hôm nay con tới đây con mang đồ cúng cả nhà, bánh và rượu đến cho ông. Thì con nghĩ chắc là ông ở đây cũng không có ai gặp được ông đâu cả nhà, nên là con cũng có tâm để đem bánh với đồ cúng lại cúng cho ông. Thì chắc có lẽ con mời cả nhà vào trong với con để gặp ông nữa cả nhà. Con mời cả nhà. Chính là con mời cả nhà. Cả nhà ơi, con đang ở phía trong. Trời vừa mới mưa xong cả nhà. Con đi giờ này cũng khoảng tầm giờ hôm qua cả nhà, 5 giờ. Nhưng mà hôm qua thì nó con thấy ở cái cửa cả nhà. Dòng cái cửa. Chắc là ông đó cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi, ngày hôm nay con tới đây để có mang một ít đồ cúng như rượu để cúng cho ông nè ông ơi. Con xin phép ông con được vào bên trong nhau. Thì con mong ông đừng có tác động lên con. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà ơi, đi vào trong với con cả nhà. Trời hôm nay thì đỡ hơn tí cả nhà, không có cảm giác nó không có u tối hơn hôm qua. Ủa, cái cửa buồng nó đóng. Nam mô A Di Đà Phật ông ơi. Ông có phía trong không? Ông ở phía trong đúng không? Không thấy. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa sao cửa mở nữa? Nãy đóng rồi ta. Con sẽ để máy xuống và bắt ngang đây. Hôm nay khá là yên ngắn, không biết sao. Hy vọng con hôm nay con gặp được ông cả nhà.
A Di Đà Phật. Ông ơi, ông có nghĩ là ông chắc còn ở đây thì ông ơi, ngày hôm nay cũng tới đây đem rượu và bánh với tiền vàng bạc đến cúng cho ông nè ông ơi. Mong ông hoan hỷ mà sẽ cho con gọi tới những cái món này đến ông. Và nếu ông còn ở đây thì đừng sợ cái gì hết, mà hãy hiện ra để con có thể trò chuyện với ông. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ra đây với con nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gì vậy trời? Wow. Cái gậy của ông cả nha. Ủa. Cái gậy này sao nó nóng dữ vậy nè. Trời. Ủa? Kỳ trời này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đợi con chút xíu nha. Cả nhà ơi. Ông ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ơi, ông đâu rồi ông? Ông ơi. Cái áo của ông cái gì? Ôi. Ông ơi, ông đâu rồi ông? Cái áo đó còn thấy giống cái áo của ông quá. Ôi. Ôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nhà coi cái ảnh. Cái nhà con sẽ không qua. Con xin lỗi ông bà ở đây đã, con đã mạo phạm. Thì con tới đây để tìm hiểu tâm linh, mong ông bà. Cả nhà ơi, coi tấm hình. Mong ông bà lượng thứ bỏ qua cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bà đừng có nhát con nghe ông bà. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông mới ở đây mà con thấy ở đây ông mất tiêu kìa nha. Cả nhà. Ây da. Cái người đó là cái người mà dượng con nhắc tới.
xuống cái nha. Tính đốt cho ông ba cái nhang này. Ôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ông ơi, ngày hôm nay con gặp được ông con rất là mừng. Có vẻ là né tránh con đó nha. Sao mà ông lão đó hôm qua lại nói với con là gần ông không còn ở đây nữa? Nó đi một cái nơi khác rồi. Nhưng mà ngày hôm nay con lại gặp được ông ở đây. Nhà con cũng cảm giác gần con gặp ông con cũng không có sợ gì lắm, bởi vì ông rất là hiền cả nhà, dưỡng con có nó. Nhưng mà cả nhà đặc biệt là cái gương mặt của ông rất giống cái ông quỷ sát đó cả nhà, rất giống và cái biết gắt cỏ gì ông ta. Chuẩn bị cái gì?
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô ông bà đất đai thổ thần hộ trạch. Ông bà những vong hồn quốc mặt quốc mài, những vong linh không có nơi để đi thì con cầu ông bà hãy phù hộ độ mạng cho con. Mình tới đây tìm hiểu tâm linh thì ông ơi, con tới đây cũng mang cho ông giấy tiền nhận mặt, bánh và đồ cúng, mong ông hãy hiện ra để cùng con có thể hỏi được vài điều. Và ông lão ơi, ông lão con mới vừa gặp thì con cũng cầu mong ông hãy hiện ra để con có thể gặp gỡ được ông. Nam mô A Di Đà Phật. Mong ông hãy chứng kiến cái lòng thành của con. Nam mô A Di Đà Phật. Con tới đây chứ ý định là muốn hỏi ông tại sao ông mất ở đây và mất ở đây lâu như vậy, tại sao ông không chịu đi đầu thai mà còn vướng bận cái nơi này. Mô Di Đà Phật. Mai còn nó dạo này nó đi sao cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Con chào ông. Ông ơi, thì con nghe theo lời ông lão khi nói ông đã không còn ở đây lâu lắm rồi, có phải vậy không? Vậy sao ngày hôm nay ông lại về lại cái nơi này? Cái nơi này của ông? Ông cho con xem cái gương mặt của ông được không ạ? Ông rất giống cái ông quỷ sát đó, thật sự rất giống. Nhưng mà con biết ông rất là tâm tính của ông rất là hiền. Thì ông ơi, ông ta dạo này còn ở đây không ạ? Nơi đó, nơi đây theo con biết vốn dĩ là cái nơi ông ta, nguồn gốc của ông ta.
Có phải là ông ta đã về nhà vườn con rồi phải không ạ? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ơi, ngày hôm nay kỳ lạ là sao con không thấy ông lão kia xuất hiện ở đây nữa không? Sao ông ấy không còn ở đây? Ông ơi, sao mới chỉ hôm qua con tới đây thôi mà không? Ông ấy đã, phải ông ấy đã bỏ đi. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện tại chỉ còn mình ông ở đây thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi, thì cái khả năng của con chỉ mang đến cho ông bánh cúng và lấy tiền vàng bạc, còn viên ông ở đây thì đủ viên đủ ngày, ông sẽ nhờ lượng con tới để giúp ông đi. Ông có đồng ý không? Mua như là phải. Cảm ơn ông đã hiện ra để con lên gặp gỡ rồi không? Ông ơi, nhưng mà con muốn hỏi là sao tự nhiên trời tối sầm lại vậy? Dạ, con cảm ơn ông. Ơi, con điều gì muốn nói với con sao? Ông ơi, Nam mô. Ông ơi, ông ơi, cũng còn điều gì muốn nói với con sao? Ủa, ông đau mắt rồi kìa nhỉ? Phật. Nhà con sẽ đốt chi tiền để gửi nó không? Mới hôm qua thôi. Xin phép ông không được gửi đến ông những cái ít tiền như này. Hương khói để ông bớt lạnh lẽo hơn.
con xin lại. Cả nhà ơi, chắc có lẽ con xin phép tắt máy con được đi về cả nhà. Thì ngày hôm nay con đã biết được ông còn ở đây rồi. Ông ơi, con xin phép ông con được đi về nha ông. Nam mô A Di Đà Phật.